Mày tự lấy tay mày phải mồm mày 5 cái. Mày bảo là nói thật to lên. Tôi là con lừa đảo, vả 5 cái mồm. Vả thẳng vào mồm, nói to, mày có làm được không? Mày mà làm được, tao cho mày ăn, còn không làm được ấy. Nhịn. Nhịn mày làm được không? Làm được không? Vả. Nhanh. Vả. Vả. Tôi là con lừa đảo. Tôi là con lừa đảo. Nhịn nó mày. Tôi là con lừa đảo, tôi là con lừa đảo. Ôi giời ơi, nhìn mặt tôi à. Cái này ăn bùn đấy mọi người ạ. Cho ăn đi mày. Em ôm em. Ôi giời. Làm gì có đâu. Đây. Anh bảo anh dắt lên cho mày, em đớp thời gian nhá. Không ăn nào. Ăn đi. Mẹ mày. Ui mày chê hả? Chê sao? Cực. Ăn đi. Ăn đi. Lên. Ô, nhưng mà bây giờ không biết là cái con Ngọc nó như nào nhỉ? Không nhận đi, không biết nó như thế nào rồi cơ. Nhưng mà hôm qua bố có gọi điện cho vợ không? Không, bố không gọi điện. Cũng chẳng gọi điện cho chồng luôn. Chẳng gọi điện gì luôn, bố chẳng bảo gì cả. Còn thằng Dũng thì bị nhốt rồi. Vẫn bị nhốt ở trong buồng. Chưa biết gì cả. Em sợ hôm qua trời nắng thế, nó ngồi không ăn cơm, em sợ nó lên thế giới bên kia rồi. Không, anh chỉ sợ nó liệm rồi. Nằm nó luôn đi. Anh bảo, nhưng mà hôm qua là anh em mình trói chân trói tay nó như thế thì nó ra làm sao được. Mà nó ngồi ở chỗ cái bãi đất trống như thế thì ai cứu được. Đúng rồi. Mà khéo khi bây giờ ấy, đói ở đấy rồi ấy. Chẳng ai biết nữa ở đấy đâu. Chẳng ai biết đâu mà. Đấy. Đây là cái gọi là cái sự trừng phạt. Sự trừng phạt dành cho những cái con mà nó đi nó lừa đảo gọi là lấy tài sản nhà người khác anh em ạ. Đúng rồi. Đấy. Âm mưu mưu mô lưu manh như con Ngọc ấy phải đáng sử dụng những biện pháp đấy cho nó thì bố mình thì rồi. Vẫn chưa biết chuyện này mọi người ạ, vẫn chưa thấy gọi điện cho mình, vẫn chưa hỏi mình một cái câu gì luôn. Có gọi điện cho Thư không? Không, vợ nghĩ là chắc là hôm qua bố đi làm về muộn nên là bố cứ thế bố ăn cơm mà bố đi vào phòng luôn đấy. Chắc thế. Không biết. Chắc bác không biết rồi. Bác chưa biết. Ngủ sớm rồi. Vâng, bác chưa biết đâu. Bây giờ hay lên chỗ con Ngọc đi xem con Ngọc nó đi nào đi. Bây giờ phải đi lên xem nó nhá. Lên xong là xem nó như nào, xong là lên đấy hành hạ nó. Đúng rồi. Lên hành hạ nó. Con này phải hành hạ bao giờ mà nó giả sổ đỏ thì thôi. Rồi anh hài nó luôn đi. Thôi đi. Máy đi cho máy đi, anh yêu tôi sao. Con này phải lên hành hạ nó để nó phải giả sổ đỏ thì thôi. Đúng rồi. Chứ cái con này mà không dùng biện pháp căng thì này nó không sợ đâu. Chuẩn luôn, con này phải dùng biện pháp căng thì nó mới kích được. Bây giờ lên bắt nó phải ký sổ đỏ, giả lại sổ đỏ với cả là đồng ý ly hôn thằng Dũng thì em ơi, đi cẩn thận nha. Xong bắt đầu là đồng ý ly hôn với cả là đồng ý giả sổ đỏ thì mình sẽ tha cho nó. Còn là nếu như mà nó mà vẫn thái độ mà kiểu bướng này thì mình cứ cho nó ở ngoài đấy thôi. Mẹ cái loại nó mà bị nhốt ở đấy thì không ai cứu được luôn. Đúng rồi. Hôm qua mình cũng biết cái gì hóa mó rồi mà lâu mới kêu lên được. Ờ, công nhận. Hôm qua đéo ai thả cái chả ra đâu. Ở đấy vừa lạnh lại còn vừa đói nữa chứ. Hôm qua lúc mình còn đứng đấy xong mình gọi cái ông đi trên đường là cứu nó ấy. Ông ấy còn chê, ông ấy đi luôn mà. Không được cứu. Cái con người của nó bây giờ. Vợ chồng ai mà bảo kể cả người ta có phát hiện ra nó người ta không cứu, mình biết tại sao không? Sao? Bởi vì là tất cả cộng đồng mạng đều biết nó là con người đểu rồi. Đúng rồi. Người ta nhìn thấy còn hả hê ấy. Bây giờ anh em mình sẽ lên cái chỗ con Ngọc nó bị anh em mình vứt ở đấy ấy. Mình sẽ lên trên đấy và mình sẽ đe dọa nó, bắt nó phải giả lại sổ đỏ cho nhà mình với cả là ly hôn thằng Dũng để cút ra khỏi nhà mình nha anh em nhá. Đúng rồi. Vậy hôm nay mà còn không sợ nữa là thôi đấy. Nói chung ở đấy là nó sợ rồi. Có gì giờ cũng mẹ sợ tái mặt tái mũi ở đấy rồi chứ. Nghe con gì đây, sắp tới nhà nó rồi anh em ạ. Mẹ không luôn mà. Đây nhà nó đây này anh em ơi. Sắp tới nhà nó rồi mọi người nha. Bây giờ là mình xuống nhà nó để mình gọi là vô nhà mới của Ngọc. Mình xem nhà cửa. Xem nó như nào đấy cả là nó thái độ nào, địt mẹ lát nữa nếu mà nó bướng thì mẹ tao chù đầu xuống ruộng luôn. Mẹ con chó đấy. Hôm qua mặt vẫn công đấy. Mặt công vẫn thái độ. Rồi mà nó vẫn cưng mà mẹ lát nữa mẹ nó mà không giả mình sổ đỏ với cả nó mà thái độ mẹ anh rú luôn đầu xuống. Con đấy phải ngại nhiều anh đây em ơi. Đây không? Đây mọi người nhìn nó cho nó dưới kia mọi người đấy. Sắp đến rồi đấy. Gần tới chỗ con Ngọc rồi nhá mọi người nhá. Đây. Đây là gần đến rồi mọi người ạ. Đây. Nó vẫn nằm nó nằm dưới ruộng này đấy. Vẫn đang nằm. Vẫn củ quậy à. Con chó này nó vẫn nằm ở đây này. Vẫn nằm đây mà. Vẫn chết đấy. Kìa nó vẫn nằm đây này. Nằm ở đây thì có ai cứu nó anh.
đây, vẫn nằm đây này. Đây, đây, cho đây, mọi, đây, đúng không? Đây cho mọi người đấy. Đấy, đấy, cho mọi người vẫn nằm đây này. Đấy, vẫn xuống đấy. Đấy, xuống đấy. Đấy. Đi xuống đi. Bây giờ là xuống đấy, giờ anh gọn treo đấy. Em gọn xem. Xuống đấy thì xem nào, mẹ nó như nào. Con này trâu bò phết xuống ở đây đứa hôm qua em mà không sao ấy. Chúng tôi mở cho. Ông ơi, làm chân cá nhau. Làm cái tiên cá ngoài đây thật. Đây anh em ơi, tôi cho anh em xem đây, nó bắt được gì kia nha anh em nhé. Đấy, bây giờ là anh em bọn tôi xuống đấy để xem là nó như thế nào nhá, thái độ của nó như thế nào. Con chó này nếu mà bướng thì ngày hôm nay không cho nó về luôn, mình di chuyển lại chỗ khác luôn. Ơi, ai à? Nó vẫn ngồi đấy mà. Đây này, vẫn ngồi này. Ơi, vẫn ngồi đây. Ơi, đây đây đây. Ngồi cả đêm ở đây. Ai à? Hôm nay đây, đám rồi chưa? Mày như nào? Đúng rồi. À, mày như nào? Nó không nói được. Mày vênh được không? Nói được không? Mày vênh được không? Mày như này. Bỏ cái mồm ra. Mở mặt lên. Mày ý mày như nào? Sợ chưa? Có già sợ không? Biết sao? Sao? À, bố cho mày ngồi thêm đêm nữa nhá. Nhá, cho mày trên đó luôn nhá. Đói à? Đói, cũng biết đói à? Này, mày cũng biết đói á? Bố mày không thừa cơm. Và tao đi ra đây người không, mày hiểu chưa? Tao mục đích của mày nha, ra đây ấy, để tao bắt mày phải trả lại sổ đỏ cho gia đình tao. Cái thứ hai ấy, mày ấy phải ly hôn được giúp, mày hiểu chưa? Em không ly hôn cũng được. Không ly hôn cũng được không? Ủa, mày chú ly hôn. Ôi giời ơi. Chưa. Mày làm được không? Cũng chú được. Chú được. Cho nó nằm đi đây luôn. Đi uống chú được đúng không? Bây giờ như nào? Trả lời anh. Nhanh. Tao cho mày đúng 10 phút mày suy nghĩ. Trả lời luôn. Mày ly hôn thằng em tao không? Em không ly hôn được. Thế không ly hôn được hả mày? Không ly hôn à? Mày không ly hôn được ý. Thì mày ngồi đây, không ai cứu mày đâu, hiểu chưa? Tao mày ngồi đây luôn đấy. Nói không? Hả? Đói không? Ô đói này, đói này, đói này. Đói à? Qua rồi em chưa ăn gì cả. Này, ngẩng cái mặt lên. Ngồi từ hôm qua anh giờ. Nhìn mặt tao này. Mày nói chuyện với tao mà nhìn mặt sao chỗ khác à? Hả? Bố mày nói chuyện mày biết nữa. Mày đói đúng không? Mày muốn ăn không? Mày muốn ăn không? Có, à, bây giờ nhá, thằng không mày chạy về mày lấy ít cái cơm nguội ở bếp đây. Cơm thừa của chó ấy. Đây này, tao nói mày nghe này. Mày mà không giả lại nhà tao sổ đỏ nhá thì tao cho mày ở đây, mẹ không bao giờ thả mày ra luôn. Đáng thả hơn luôn. Thôi thôi. Còn anh em mình không việc gì mà phải. Đúng rồi. Đây này, làm tin cá, bơi đi. Bơi đi nha. Đây là làm cái cá bơi trên vùng đấy mọi người ạ. Làm tin cá phải như này. Đây làm thế này. Đây. Làm tin cá phải như này mọi người ạ. Đây mọi người đấy. Kiểu vẻ mặt đau đớn đấy, đau đớn đấy. Úi dồi ôi. Đây. Kê đầu đây. Đấy. Xuống. Rồi. Đấy. Đấy. Cho nằm xuống. Đó nó chưa. Sai gì mày? Biết sai hay là mày bây giờ mày đang giả tạo? Mày đang giả tạo với tao à? Hôm nay biết nói là biết sai. Mọi hôm mẹ em có làm sai cái gì đâu. Thế mọi khi nó hành hạ bố mình thì nó có biết sai đâu. Có biết sai gì đâu. Mọi khi gân cổ lên cơ mà. Mày gân cổ lên mày nói gì? Những lúc đấy mẹ mày hay hoang lắm cơ mà. Hả? Mày bảo bố tao thế nào? Mày bảo bố tao là ông già các thứ này nọ nhá. Mày còn đéo có sự tôn trọng với bố tao luôn. Thư đưa cho ngồi lại nói chuyện với mình nhờ. Nhắc nó dậy. Nhắc nó đéo nó dậy được đâu. Dậy đi. Này. Mày quay vào mặt đây. Đây. Này, tao nói mày biết rồi nhá. Bây giờ ấy, mày muốn ăn đúng không? Mày phải nói là cái âm mưu đấy là ai? Là âm mưu mày hay thằng Dũng? Cả hai. Hả? Cả hai. Mày nói đàng hoàng vào. Nói thật đi. Ai là người xui? Cả hai tự làm. Nhưng mà bọn mày âm mưu, bọn mày đuổi bố tao ra khỏi nhà này mục đích gì? Hả? Rồi. Nói đi. Một. Cái đấy em không nói được. Ô hai nhà mày vẫn lì đấy nhở? Mọi người đánh nhau nó chừa đi. Mày lì đấy à? Mày lì đấy à? Lì tao không? Mày lì tao không? Lì không? Thích lì không? Mày rồi cơ mà mày lì không? Thích lì không? Mày có nói thật mày không? Mày tắt vào mặt mày là mày thích lì không? Mày nói không? Mày mày đi. Ai là người xui mày? Ai là người xui Dũng? Hay là mày là người xui? Cả hai
tự làm thôi, mục đích là mày muốn đuổi bố tao ra khỏi nhà để mày lấy tài sản đúng không? Thế mở mồm luôn ra nhá, mày không mở mồm luôn ra bố mày tắt mạch mồm rồi đấy. Nhưng mà chắc chắn là một là nó, hai là thằng Dũng phải lên kế hoạch đầu tiên cơ. Nhưng mà mẹ nó vẫn giấu, nó không cho nói ra sự thật đâu chồng ạ. Kia mày ấy, cứ ngồi đây, hiểu chưa? Bố mày lấy cơm cho mày ăn. Về đi á mẹ. Này. Mày còn chưa chịu ly hôn. À kia là nghĩa địa kìa. Bố đây mày cái chuyện mày đây là đây nghĩa địa luôn. Đây cái nghĩa địa rồi. Đây nghĩa địa luôn, hiểu chưa? Đây là may mày rồi đấy. May như mày. Còn đó hỏi gì nữa? Còn nếu như mà mày thích nhá thì bố mày cho mày ra ngoài nghĩa địa kia làm, hiểu chưa? Mày thích ra ngoài nghĩa địa không? Hả? Thích không? Đây con này á nhất mẹ mồm nhất là kêu nhất mồm mồm mày nào kêu gì đâu à mày bướng à bướng tao mày ngoan lên đấy mày ngoan lên mày bây giờ ấy khôn hồn ấy nói cái gì ấy, khai luôn ta đừng để bố mày nhét đá mồm mày luôn ấy. Lạnh run à. Đến giờ này vẫn bướng. Lạnh rồi, lạnh lạnh run rồi, lạnh mà. Ngồi luôn đấy. Ôi giời ơi, như phản mặt tội nghiệp chưa? Tội nghiệp chưa? Quá nhỉ. Ôi giời ơi. Mọi người như tội nghiệp chưa? Nè bây giờ. Không cho nó ăn đâu. Này cơm này. Ra đây cơm cho anh. Chị ăn cơm đúng không? Này. Tao nói mày biết nhá. Cho mày ăn cơm luôn. Bố mày cho mày ăn cơm. Nhưng mà mày mở cái mồm mày ra. Này, bỏ cái mồm mày ra. Xem cái thái độ của mày ấy nó như nào đấy. Cơ mày chó ăn rồi. Này, ngẩng cái mặt lên. Thế bây giờ mày như nào? Sao? Như nào? Anh có anh cho ăn cơm. Tối qua thế? Mày chưa ăn gì cả. Mày cũng bị đói à? Hả? Mày cũng bị đói à? Cái lúc bố tao đói ấy, chúng mày làm cái gì hả? Cái lúc mà bố tao ấy cần có cơm ăn ấy, chúng mày không cần bố tao ăn. Bây giờ nhá, mày muốn ăn cơm đúng không? Mày tự lấy tay mày phải mồm mày 5 cái. Mày bảo là nói thật to lên. Tôi là con lừa đảo, vả 5 cái mồm. Vả thẳng vào mồm, nói to, mày có làm được không? Mày mà làm được, tao cho mày ăn, còn không làm được ấy. Thì mẹ làm cho được không? Làm được không? Mồm đấy. Mày hơi bé đấy. Nói to lên. To cái mồm lên. Làm được không thì nói. Làm được. Bây giờ mày trả tay ra cho nó vũ. Trả tay ra. Cả mồ tay ra thôi. Anh mồ tay này, anh không biết đéo chạy đâu. Thì anh mồ đây rồi. Có chân đi rồi. Sao mà chạy, chạy đâu. Nhà mình ở đây hết rồi chứ nó không chạy đâu. Bố nó chạy luôn. Tờ để anh có kể cả bây giờ nó cũng không có sức để chạy nữa chứ. Để anh cắt không nhỉ? Có cái gì cắt không nhau. Lấy đây cái chìa khóa đây. Đó lấy cái gì đây để anh cắt đây. Trong sao được. Trong được. Nếu có gì trong này. Trong sao được. Lấy cái đấy. Anh lấy một gạch đây. Gạch nhỏ đây. Gạch nhỏ đây. Cái này nhỏ đây. Chứ không lấy cái này bé thôi to thế. Đây này, thế. Nhỏ nhỏ rồi, đúng rồi. Tao sẽ cho mày ăn, hiểu chưa? Nhưng mà xem cái thái độ của mày ấy, nó có như nào hay không thôi. Chứ còn nếu như mà mày chạy nhá, mày xác định là bố mày cho mày ra ngoài nghĩa địa mình ngủ luôn đấy, hiểu chưa? Rồi. Hiểu chưa? Dùng tay đây. Dùng tay xuống. Rồi, vả. Vả đây. Quay vào đây. Vả nhanh. Đây, bây giờ nhá, ngửa mặt lên. Mày vả 5 cái vào mặt. Nói là to à? Tôi là con lừa đảo, tôi là con lừa đảo, tôi là con lừa đảo, đủ 5 cái cho mày ăn. Vả. Nhanh. Vả. Vả. Tôi là con lừa đảo, 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 tôi là con lừa đảo. Nhìn ôi giời ơi, nhìn mặt tôi. Cái này ăn bụt đấy mọi người ạ. Cho ăn đi. Mình là con người, mình nói được mình làm được. Ờ đúng không rồi. Không nói được thì vẫn là con người mà. Nhìn cái mồm kìa ơi. Thôi. Rồi nhìn vào đây. Này. Đáng thương nhỉ. Trước khi muốn ăn cơm thì phải ăn bún trước em nhá. À, anh xong rồi anh cho miếng này. Ăn một cái. Ôi trời. Làm gì có đâu. Đây. Anh bảo anh dắt lên cho mày em đớp phần danh nhá. Nào. Không ăn à? Ăn đi. Ăn đi. Cơm à? Mẹ đi. Mày. Mày chê hả? Chê sao? Hả? Tao bảo mẹ ăn rồi không ăn à? Mày chê à? Mày chê cơm nhá chị tao. Bố mày mẹ cơm cho mày, mày chê à? Mày ăn của chị ấy. Hả? Mày nói gì cơ? Mày bế gọn ở đây cái anh đứng đây bởi quá. Anh đứng gọn đây này. Để xách ôi ngồi bé cho nó đứng gọn đây rồi anh cái. Anh đứng đây. Nào. Đấy, vào cho rồi. Cho rồi. Đây. Rồi. Rồi. Này.
chưa? Bây giờ mày muốn ăn cơm không? Há mồm mày. Há mồm to ra. Hả? Ăn đi. Ăn đi. Há mồm ra. Ôi quê chưa? Không ăn được rồi, lại. Nào hắm rồi nhá. Cho mày. Cho mày. Ô, anh cho mình mà. Này, anh bảo này. Cơm của nhà tao ấy cho con chó nó tốt hơn. Cho loại mày á, này. Cái cơm. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Này. Đấy. Đấy. Ăn đi, ăn đi. Bốc lên, bốc lên. Không lên, lên. Nhanh lên ăn. Đói nhanh em ăn. À mày. Nhanh. Mày tưởng là cơm nhà tao mà dễ dàng cho mày ăn đấy à? Hả? Nhà tao ấy trồng lúa ấy. Để nhà tao ăn thôi, cho người tử tế ăn thôi. Cơm này ấy, tao thật là luôn này. Tao về tao cho con chó, tao cho con gà, con qué ăn, nó thiếu gì thì tao còn được cái mà thịt. Đúng rồi. Cho mày ăn được cái gì? Cơm đây, mày không ăn, mày ăn cái gì? Con đây là cơm à, đây là gì? Mày đòi hỏi gì nữa hay đòi hỏi thịt nữa? Cơm ngon này còn gì nữa? Ăn cơm sao không ăn? Thịt cơm à? Mày biết bản thân á? Thế mà khi mà cho bố tao ăn đất thì làm sao? Thế trước mày vứt xương vào mặt bố tao làm sao? Hả? Này, cầm lấy hốc. Hả? Má mồm. Hốc đây. Hốc luôn. Há mồm ra. Mày không ăn được. Giãn ra chỗ thủ. Hốc luôn. Ăn đi. Ăn đi. Nhanh. Nhanh. Ăn đi. Mẹ không? Ăn đi. 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 Được chưa? Ăn đi. Ôi trời, ăn đất giờ. Ăn đi. Ôi, bấm cái mồm bây giờ. Bố mẹ ăn bây giờ, biết không? Giờ mình có giả thỏ đỏ không? Rồi. Có giả không? Bố mẹ ném vào mồm mày giờ. Rồi, không giả thôi. À, vẫn bướng. Vẫn bướng. Không cần, cho nó nhịn luôn. Cho nó nhịn luôn. Ta đang định mang cái số cơm này cho mày ăn, nhưng mà thôi. Đã thế thì bố mẹ đó, bố nhau ăn là bố vứt mẹ. Vứt luôn đi. Thế bảo giả số đỏ không giả, ly hôn Dũng không ly hôn Dũng. Mày vẫn lì à? Lì, à đây, anh bảo thằng này nó phải cho ăn cái này. À, ăn cái này. Quan không? Quan không? Có ăn cái đấy không? Ai không biết ăn.